Bánh tráng trộn của TikToker Đại Đại đã bán ra thị trường hơn 70 tấn bánh tráng. Liệu thì bánh tráng ở đây có gì đặc biệt? Là ra thị trường là tới thời điểm này nha, là hơn 70 tấn bánh tráng, tương đương với 700.000 bịch bánh tráng. Là ở đây chỉ chuyên về dòng bánh tráng trộn thôi đó nha mọi người. Sẽ có hai loại là bánh tráng bò sa tế riêng và bánh tráng sốt đỏ. Bánh tráng là dạng bánh tráng phơi xương nhưng mà nó sẽ hơi cứng một xíu nha. Cái này chắc là tôi nghĩ là phải xịt nước vô á. Đậu phộng, muối, hành phi, khô bò. Bánh này thì mình trộn càng kỹ, mình xịt thêm xíu nước nữa cho nó mềm mềm dẻo dẻo rồi ăn nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà bánh tráng ở đây tôi thấy trong quá trình vận chuyển nó sẽ hơi bị bể một xíu nước như vậy ra nè. Sốt bò thì đậm đà thiên về ngọt một xíu. Sốt đỏ sẽ chua chua ngọt ngọt. Bạn nào mà khẩu vị ăn mặn mà xíu sẽ thích sốt bò hơn, còn bạn nào mà thích chua xíu sẽ thích sốt đỏ hơn. Lần trước tôi có review tôi nói bánh tráng nhà Đại Đại là có vị cay á, nhưng mà thật ra lần này tôi ăn lại cảm nhận kỹ hơn là không có cay nha mọi người. Nó cay xíu là nhờ cái muối thôi à. Cảm nhận lần này rõ ràng hơn là nó cũng không có cay luôn nha. Tính ra 10 bịch 150 cành là chia ra mỗi bịch sẽ là 15 cành á. Tôi thích ăn cái sốt đỏ hơn, còn nhà tôi nó lại thích ăn cái sốt bò hơn. Và điểm cộng lớn là do bánh tráng ở đây là bánh tráng phơi xương á mọi người, nên ăn nó dai dai mà rất là dính luôn á. Các bạn ăn cái bánh tráng này xong thiệt sự là mỗi ngày các bạn phải ăn một bịch vì nó rất là dính.